Thưa quý vị và các bạn, trẻ đủ 6 tuổi được sử dụng thẻ ngân hàng. Đây là nội dung mới tại thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. Theo thông tư, chủ thẻ phụ được sử dụng thẻ theo chỉ định cụ thể của chủ thẻ chính bao gồm người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ, được sử dụng thẻ ghi nợ không được thấu chi. Thẻ trả trước, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, được người đại diện theo pháp luật đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ, được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Như vậy, đối tượng được sử dụng thẻ ngân hàng trong vai trò là chủ thẻ phụ đã mở rộng tới người từ đủ 6 tuổi, trong khi trước đây, Ngân hàng Nhà nước quy định chỉ người từ đủ 15 tuổi trở lên mới được sử dụng thẻ ngân hàng. Chủ thẻ chính được thông tư này quy định gồm người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong việc sử dụng thẻ, được sử dụng thẻ ghi nợ, không được thấu chi, thẻ trả trước. Tổ chức thành lập hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, được sử dụng các loại thẻ. Thưa quý vị và các bạn, những câu hỏi liên quan đến luật hôn nhân và gia đình sẽ được chúng tôi giải đáp trong một hỏi đáp pháp luật hôm nay. Và tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự tham gia của luật gia Nguyễn Chí Dũng, giám đốc trung tâm tư vấn pháp luật Hội luật gia tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, trước hết xin được cảm ơn luật gia đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Và câu hỏi đầu tiên là của anh Nguyễn Văn Hà ở huyện Yên Lạc. Anh Hà hỏi là luật pháp luật thì quy định như thế nào về tài sản chung của vợ chồng? Vâng, vấn đề anh Hà hỏi thì chúng tôi xin trả lời như sau. Theo quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì có quy định tại điều 33 về tài sản chung của vợ chồng, bao gồm cái thứ nhất là tài sản chung của vợ chồng gồm có tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, do hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận, đó là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông báo thông qua giao dịch bằng cái tài sản riêng. Cái thứ hai nữa là tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Cái thứ ba là trong trường hợp mà không có căn cứ để chứng minh là tài sản mà vợ chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung của vợ chồng. Vâng, và một câu hỏi tiếp theo cũng có liên quan đến các quy định tại luật hôn nhân và gia đình, đó là câu hỏi của anh Nguyễn Văn Nam ở huyện Tam Đảo ạ. Anh Nam có hỏi là việc kết hôn trái pháp luật thì bị xử lý như thế nào? Vấn đề anh Nam hỏi thì chúng tôi xin trả lời như sau. Theo quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì có quy định tại điều 11 về xử lý kết hôn trái pháp luật là: thứ nhất là xử lý việc kết hôn trái pháp luật thì được tòa án thực hiện theo quy định tại luật hôn nhân và gia đình và pháp luật về tố tụng dân sự. Cái thứ hai nữa là trong trường hợp mà tại thời điểm tòa án giải quyết theo yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình và hai bên yêu cầu công nhận cái quan hệ hôn nhân đó thì tòa án sẽ công nhận cái quan hệ hôn nhân đó. Trong trường hợp này thì quan hệ hôn nhân sẽ được xác nhận tính từ cái thời điểm mà đủ điều kiện kết hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Cái thứ ba nữa là quyết định của tòa án về việc hủy kết hôn trái pháp luật hoặc công nhận
quan hệ hôn nhân phải được gửi cho các cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch, gửi cho hai bên kết hôn trái pháp luật, cho cá nhân, cho cơ quan tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Cái thứ tư nữa là Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp sẽ hướng dẫn là xử lý cái việc kết hôn trái pháp luật theo quy định. Vâng, xin được cảm ơn phần trả lời của luật gia Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hội Luật gia tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, mục hỏi đáp pháp luật của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.